ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ tư ngày 23 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cháy căn hộ chung cư ở quận Tân Phú, hai người tử vong. Đình chỉ hai cơ sở bánh mì ở Đà Lạt liên quan vụ 48 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Truy tìm người đàn ông nghi tưới xăng châm lửa đốt nhà bà con. Xe tải chở điều tụt dốc lật vào quán ăn khiến cho hai người tử vong và 6 người bị thương. Làm rõ sai phạm của người rải tiền cho đất ăn và của chủ đất ở Bà Rịa Vũng Tàu. Biển lửa thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở Malaysia. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 23 tháng 3. Sáng nay, ông Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân 48 người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì của một tiệm bánh có tiếng ở thành phố Đà Lạt. Được biết, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 3, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 48 người, bao gồm du khách và một số vận động viên phải nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nôn, sốt, đi ngoài sau khi ăn bánh mì của tiệm Liên Hoa, đường Trần Phú và đường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Lạt. Các bệnh nhân này đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì Liên Hoa. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận hai cơ sở bánh mì trên không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu bên trong cửa hàng. Hiện hai cơ sở này đã bị tạm đình chỉ để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Còn đây là những hình ảnh ghi lại cảnh thanh niên ngồi sau thùng xe bán tải, thả từng cọc tiền xuống đường, kèm theo lời giải thích cho đất ăn tiền. Sáng ngày 23 tháng 3, ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đã chỉ đạo công an huyện xác minh làm rõ hành động khó coi này. Nếu có vi phạm, sẽ xử lý. Được biết, thanh niên rải tiền tên là L, ngụ huyện Long Điền, còn khu đất trên rộng hơn 21.600m2 ở huyện Đất Đỏ do bà H đứng tên. Khu đất này được quy hoạch là đất nông nghiệp nhưng có dấu hiệu bị phân lô bán nền. Đây là hành vi sử dụng đất sai mục đích. Sau khi clip lan truyền trên mạng, chính quyền thị trấn Đất Đỏ và chi nhánh văn phòng đăng ký sử dụng đất huyện Đất Đỏ đã đo đạc kiểm tra hiện trạng đất để xử lý hành vi vi phạm của chủ đất. Chương trình tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho 8 người thương vong đã xảy ra vào sáng nay tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Được biết, tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút. Lúc này, tài xế Lê Minh Trung, 29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, lái xe tải chở hàng chục tấn điều, chạy trên đường DT757, hướng từ huyện Phú Riềng đi tỉnh Đắk Nông. Khi xe đến thị xã Bù Nho thì bất ngờ tuột dốc, lật thẳng vào quán ăn bên trái. Thời điểm chiếc xe bị lật, có một số người đang ngồi ăn trong quán. Do chiếc xe lật bất ngờ nên nhiều người không chạy kịp. Vụ việc trên đã khiến hai người bị xe và tường sập đè lên người tử vong. 6 người khác cũng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, cột điện cũng bị gãy nát, mất điện toàn diện xung quanh khu vực xã Bù Nho. Nhiều phần tường trước quán ăn và nhiều vật dụng khác bị xe tải đè đổ sập nát bét. Ngay sau sự việc đau lòng, các lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chuyên dụng đến cẩu xe tải ra khỏi hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 22 tháng 3, một chiếc xe container chạy trên đại lộ Độc Lập hướng từ bệnh viện Quân đoàn 4 ra cầu vượt Sóng Thần. Khi vừa qua khỏi đường số 6 khu công nghiệp Sóng Thần thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều bên phải. Va chạm làm cho người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe container ủi đi một đoạn, tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N, quê Hậu Giang, làm nhân viên cho một công ty điện lực tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đại lộ Độc Lập đang trong quá trình thi công nâng cấp hai bên lề đường, nên hiện nay mặt đường bị hạn chế, các phương tiện chạy sát nhau nhưng đèn đường lại không sáng nên rất nguy hiểm. Đến trưa 23 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh vẫn đang truy xét người đàn ông nghi tưới xăng châm lửa phóng hỏa đốt nhà bà con ở phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 22 tháng 3, người dân trong hẻm phát hiện người đàn ông đi xe máy cầm theo can xăng 2 lít chạy vào trong hẻm. Người này dừng xe máy gần đó rồi đi bộ tới trước nhà bà T. 13 giờ 10 phút, đang ăn cơm trong nhà đó, thì có nghe tiếng động ngoài cửa, nghe tiếng ai đập cái gì vô cửa đó, thì cô mới ngước mặt ra nhìn, thì thấy anh Nghĩa, thấy anh ta là đang cúi người xuống,
quăng cái gì đó vô cái cửa đó là thấy xăng lửa bùng cháy lên. Cô rất là sợ, tại vì cô thấy cháy là lửa nó phục lên tới đây luôn mà. Thì lúc đó là tôi rất là hoang mang, tôi sợ lắm. Tôi không biết làm gì thì tôi chỉ đứng đó thôi, đứng thừ người đó thôi. Còn chồng tôi thì nhanh trí hơn, thì là ổng ôm cái bình chữa cháy ở phía sau nhà bếp chạy lên xịt. Thì tôi chạy lên lầu, tôi lấy cái bình ở trên lầu xuống đưa cho ổng thêm. Vừa xịt tắt thì tôi mới mở cửa ra, thì mới gọi điện cho công an phường, báo cho công an phường. Thì khoảng 10-15 phút sau thì công an phường tới. Thì lúc đó thì sự việc đã xong hết rồi, nó đã sửa cháy, hết cháy rồi. Nhưng mà công an mới tới thì công an có khu hiện trường rồi vật chứng gì đó, bình xăng rồi con dao, hai cục quẹt. Nhiều người dân xung quanh trông thấy sự việc đã tri hô và cùng với chủ nhà dùng bình chữa cháy, vòi phun nước dập lửa. Được biết, nghi phạm là ông N, 45 tuổi, là em họ chủ nhà và cùng sống trong hẻm. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến trưa nay, Công an quận Tân Phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ cháy ở chung cư Carillon 5 trên đường Lũy Bán Bích, khiến hai mẹ con tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có mùi xăng nồng nặc. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do người mẹ, 42 tuổi, phóng hỏa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thạnh, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn cho biết, qua người nhà nạn nhân được biết người mẹ có dấu hiệu trầm cảm và bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, từng có ý định tự tử. Căn hộ được hai mẹ con thuê đã lâu và thường xuyên ở đây khoảng một tháng nay. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận định do đám cháy nóng, hai mẹ con leo qua cửa sổ thì xảy ra vụ việc thương tâm trước khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường. Ngày 23 tháng 3, Công an phường Bình Nhâm đang phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương điều tra truy xét đối tượng trộm cắp một ba lô của một cô giáo mầm non. Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 21 tháng 3, chị dừng xe tại tiệm tạp hóa trên đường Cách mạng tháng 8, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An để vào mua đồ, còn chiếc ba lô vẫn để ở trên xe. Tới khi quay ra thì phát hiện chiếc ba lô đã mất. Trích xuất camera phát hiện một người đàn ông đi xe máy tiếp cận rồi lấy chiếc ba lô. Chị N cho hay trong ba lô có một laptop, hai sổ tiết kiệm, khoảng hơn 7 triệu tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Do đi làm cả ngày nên có bao nhiêu tài sản, giấy tờ, chị bỏ hết vào ba lô rồi mang theo. Sáng nay, ngày 23 tháng 3, Công an xã Tam Hùng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang triệu tập làm việc để xử lý một nhóm 14 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 17, có hành vi gây mất trật tự công cộng. Trước đó, Công an xã Tam Hùng, huyện Yên Lạc, trong lúc tuần tra trên địa bàn, thì phát hiện một số thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ, đi trên hai xe gắn máy và nhiều xe đạp điện, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm nên tiến hành kiểm tra. Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thiếu niên khác nên đã hẹn nhau qua mạng xã hội Facebook để giải quyết mâu thuẫn. Trong số này có nhiều em đang là học sinh của các trường trên địa bàn huyện. Theo cơ quan công an Yên Lạc, đây là hành vi gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến tâm lý học tập và rèn luyện của các em. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng trên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các gia đình cần có phương pháp quản lý và định hướng về suy nghĩ và hành động của con em mình. Chỉ ra một số tin tức thế giới, mới đây một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà của một ngôi làng ven biển ở thành phố Tawau, bang Sabah, Malaysia. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập lửa và giải cứu các gia đình bị mắc kẹt bằng thuyền. Mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới được khống chế. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc. Cơ quan chức năng cho biết đây là những ngôi nhà tạm bợ không phép được dựng bằng gỗ nên khiến đám cháy dễ lan rộng. Các gia đình bị ảnh hưởng sẽ được ở lại trung tâm sơ tán cho đến khi họ được hỗ trợ nhà ở. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vẫn đang được điều tra. Còn đây là những hình ảnh về những trận lốc xoáy kinh hoàng hôm 22 tháng 3, quét qua nhiều khu vực ở bang Texas và Oklahoma của Mỹ. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát và Cơ quan Cứu hỏa địa phương, đã có một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị hư hại sau khi cơn lốc xoáy đi qua. Những ngày qua, khi thời tiết ấm lên và tuyết bắt đầu tan, hàng ngàn con ngựa đã di chuyển từ một trang trại để quay trở lại đồng cỏ ở khu vực Tân Cương, phía Tây Trung Quốc. Đàn ngựa này trước đây chủ yếu được sử dụng làm phương tiện di chuyển của những người chăn gia súc địa phương, nay trở thành điểm thu hút du khách trong mùa du lịch kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm của khu tự trị Tân Cương. Năm nay, ngành du lịch nội địa của Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi và đạt khoảng 70% so với trước đại dịch.
Theo Nhân dân Nhật báo, tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 3 để cung cấp thông tin về vụ tai nạn hàng không của hãng China Eastern Airlines hôm 21 tháng 3, giới chức Trung Quốc cho biết họ đã tìm thấy một trong các hộp đen của máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, hộp đen vừa được tìm thấy hôm nay 23 tháng 3 đã bị hư hỏng nghiêm trọng, không rõ là máy ghi dữ liệu chuyến bay hay máy ghi âm buồng lái, bao gồm thông tin về tốc độ bay, độ cao, hướng lên hoặc xuống của máy bay. Hành động của phi công và các hiệu suất của tất cả các hệ thống chính, cũng như các cuộc trò chuyện và tiếng ồn xung quanh của động cơ trong suốt chuyến bay. Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người trên khoang, dự kiến bay từ thành phố Côn Minh tới Quảng Châu. Tuy nhiên, máy bay đã bị rơi và bốc cháy chiều ngày 21 tháng 3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng thuộc thành phố Ngô Châu của tỉnh Quảng Tây. Chương trình là thông tin cảnh báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện tại không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ C, vùng núi thì có nơi 12 đến 14 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên ngày mai 24 tháng 3 thì ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa rất to và có dông. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về thông tin thời tiết biển thì ở vịnh Bắc Bộ ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 m. Khu vực Hà Nội ngày mai 24 tháng 3 thì trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, cao nhất từ 23 đến 25 độ C. Với thành phố Hồ Chí Minh thì trời có mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C và cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.